Đâu? Ui, nó bỏ nó không rồi. Ui, nó chui ra đây này. Nó chui ra đây à? Không nhìn rõ đúng không? Ui, nó bỏ đây này. Này này. Thôi, đi vào thử biết nào. Không nhìn rõ đúng không? Nó bỏ đây này. Này này. Thôi, đi vào thử biết nào. Cẩn thận. Nó bỏ đây mà. Nó bỏ đây này. Nó chưa chạy đâu mà. Đây kìa. Nó bỏ ghế mà. Nó bỏ không á. Nó tìm kỹ ra. Nó chung nó lại. Không kín vào rồi em nào. Ui. Ra cả mấy đấy. Ui. Kìa. Đây. Nhìn luôn à. Ui. Ui. Ghê quá. Ui đây rồi mọi người ơi, con rắn khổng lồ ấy rồi. Ghê thế. Quá ghê thế. Ui đây cái đầu tận kia cả. Đấy, lại sang đây cái đầu tốt bên đấy đấy không ạ? Ui to lắm không ạ? To lắm. Ui sợ nhỉ. Khiếp nãy nó ở ngoài sân kia mà nó đã phi về đây rồi. Ui giời ơi, con rắn đang nằm ấy đâu rồi. Tìm cách làm sao. Quá to đúng không ơi? Không thì cố gắng xem có đưa nó ra không. To lắm. Ui giời ơi, nằm rồi bạn đi. To nhá. Con này to lắm. Nằm rồi bạn này. Tôi kéo nó ngoài nhá. Một tức là Ui kia kìa. Ông Ui chính là. Con này dữ lắm. Ui bình tĩnh đi nhá, không có cắn đấy. Ui, sợ phải lắm. Sợ lắm. Ui, đỏ thế. Ui, bay rồi. Ui, tìm quá. Đuổi, đuổi rồi. Ừ, để tôi rút lại cái đầu. Ông thử chốt cái đầu. Ui, nó thở đấy. Ui, ui, nó thở đấy. Ui, không bình quá luôn. Ui, quá thưa. Ui, nó phì đấy công ạ, cả thật đấy, tấn công đấy. Chắc thở không phì. Đời như. Ui, to thế. Quá ghê cả. Nhìn như kiểu cũng mùi. Mù cứ mèo ấy nhỉ. Cứ mèo nó cũng trang luôn. Cũng nắng trang quá. Có làm đi ổn khắn đấy. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giúp tôi mới làm sao bây giờ không phải đưa ra ngoài chứ. Còn tôi gác. Con này mà nuôi đâu ngoài. Tặng đây. Thằng chết. Ui. Bây giờ làm cái nào bây giờ. Vào đây nó ăn nó tấn công con chó rồi. Ui nó kịp con chó rồi. Dạ vàng được. Ui ôi. 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 Ui khổ lắm cơ. Ui mọi người xem này. Nó to rồi nhưng mọi người đấy nó chuẩn. Nó chuẩn. Ui thế. Ui này. Này là sao này bắt được rồi. Trời lắm cơ công. Đuổi là túc vào này. Con này mấy trăm cân, 300 cân. Ui kinh quá. Con này nặng lắm đi công ạ. Là công hai công thử kéo thử ra xem nào. Kéo bên kia. Kéo ra xem. Đấy. Nặng không? Giữ nặng đi. Ui. Ui. Luôn không? Ui. 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 Sợ thế. Ui nặng lúc này này. Ui nhầy. Ui đây. 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 Ui đây.
Ui, nó dài hết cả căn nhà này. Dài hết cái nhà luôn này, sợ. Tin chưa? Dài chưa này? Ui, dài hết căn nhà luôn, sợ chưa? Về ngay. Mấy em ở nhà mới thấy cái chỗ dài của nó. Hạ xuống. Mới ăn con vịt của tôi sao? Ừ, nó chắc con này nó mới ăn con gì nữa to. Cứ bảo là chỗ này nhé. Sợ nhầy. Mấy một người thì sau một thời gian coi thấy là nhà phát hiện là nó là trong cái gầm giường. Nó chui đây. Nó cảm giác ông thấy thế nào? Sướng. Tôi nhìn cái này vừa sợ. Nói chung là vừa sợ hãi vừa sướng, vừa bắt được con rắn rất là to. Chưa là bắt được con dài ghê. Chưa. To dài lắm nhá. Con này trên đồ xuống rồi trên núi. Nhà tôi ở ngoài kia núi này. Ui, dài hết cái nhà luôn. Dài hết cái nhà luôn. Dài ghê. Dài ghê. Dài ghê. Dài ghê. Dài quá chỉ cái đầu của quá cái đầu là ăn gà tôm thau con vịt tôm cái này gì không khênh lên nhà hay nào khênh lên ra ngoài hay nào anh em ngày trước đấy cẩn thận nhá thấy nó nào cái được không bị đấy ui ghê nhây quá khi mà ghê giới này mọi người ra ngoài mọi người thấy nó to chưa cái sân tôi rộng lắm ui cái sân nhà tôi rộng lắm đấy ui tinh cái nhà tôi rộng lắm nhây quá to luôn cái này dài dã man này không ngờ nó bỏ ngay trong gầm giường nó ở không con này lì là ra đây nó phơi lắng ấy nó cũng phơi lắng ấy sao không nó năng thủ đấy khi mà con rắn mà khổng lồ này nó gặp người cái nó sẽ thủ nhá khi mà anh em mình cầm bắt người nó sẽ tìm cách mình quấn bắt anh em chặt người anh em mình luôn người mà gặp những con này nên tốt nhất là nên tránh xa này hoặc là chạy đi để báo những người mà đã có kinh nghiệm như anh em mình đến đây vây bắt đúng không đi to đi kéo dịch sang kia đi. Ơ kéo ngang. Đấy. Ui dù ui nó nặng kinh. Kinh chưa. Ui quá tình hình. Đậm này của nó cũng kinh này. Kinh chưa. Nặng đầu ấy. Đầu đang rụt vào ấy. Nó tấn công ấy. Rụt vào nó muốn tấn công mình ấy không ạ. Kinh đấy. Quá. Kinh nhỉ. À, bây giờ anh em mình làm cách nào để bắt con này về đây. Bây giờ thì trong công giúp tôi là công lấy cái gì đây? Không bắt đầu là cái xe kéo à? Ông anh em mình bê lên trong công kéo về. Chứ cái này phải bỏ chứ kéo chứ được không? Anh em mình mà bê là không bê về nhà đâu. Đá. Công làm gì nào? Bê nó về đi. Đấy mọi người, anh em tập trung bê nó về đây. Đi. Nào. Bê.